Atas, màn hình gaming giá rẻ nhất Việt Nam. Mua màn hình Atas, đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video top điện thoại trên kênh YouTube của mình. Chủ đề video top điện thoại ngày hôm nay của chúng ta đó là những chiếc điện thoại có sạc nhanh nhất thế giới mà mình đã từng được mở hộp. Thực ra ở trên kênh YouTube của mình thì mình đã được mở hộp rất là nhiều các sản phẩm rồi. Đấy, nhưng mà không phải cái sản phẩm nào mình cũng được mở hộp đâu, không phải tất cả đâu. Đấy, nhưng mà phần lớn là mình đều được mở hộp rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ điểm danh cho các bạn những cái sản phẩm mà có một cái sạc siêu nhanh cho các bạn nhé. Thực ra là bây giờ các hãng điện thoại thay vì việc họ làm cho viên pin to ra, nó sẽ khiến cho điện thoại dày hơn, nặng hơn, thì họ sẽ vẫn giữ nguyên viên pin giống như những thế trước, xong sau đó thì họ sẽ làm nó sạc nó càng nhanh càng tốt. Đấy, thì bây giờ là các cái hãng điện thoại họ đang làm được kiểu đấy. Nên là cái vấn đề sạc nhanh là vấn đề mà mình nghĩ là chúng ta sẽ rất cần thiết tới. Thế thì sản phẩm đầu tiên mà mình thấy là có một cái sạc nó nhanh kinh khủng luôn. Đấy chính là chiếc Vivo IQ7. Chiếc điện thoại này thì mình đã có video mở hộp ra rồi. Và nó có một viên pin 4000 mAh với cái sạc 120W, thì nó chỉ mất có 17 phút là nó sạc đầy pin rồi. Theo công bố của nhà xuất thì là mất 15 phút. Nhưng mà khi mà bọn mình test lại thì nó mất tới 17 phút. Nhưng mà mình nghĩ là 17 phút đã là quá nhanh cho một cái chiếc điện thoại này rồi. Vivo IQ7 nó còn có một số những điểm nổi bật khác, ví dụ như là nó chạy con chip Snapdragon 888 này, rồi là màn hình AMOLED 120Hz, độ sáng rất cao, 1300 nit các thứ cơ, vân vân. Đấy, nhưng mà vấn đề của cái con IQ7 đây là gì? Đây là cộng đồng sử dụng của nó chưa đông đảo, nên thành ra là nhiều người không đón nhận cái sản phẩm này. Và nhiều người còn nghĩ rằng là với viên pin 4000 mAh mà sạc 120W này thì mấy mà nó chai, đúng nào? Ví dụ như tầm khoảng 5000 mAh đi, xong rồi sạc siêu nhanh thì sau này nó chai dần xuống còn 4000 là vừa. Bây giờ 4000 nó chai xuống 3000, nhưng mà ngày phải sạc 4-5 lần nhưng mà chết à, đúng nào? Đấy, vậy nên là các bạn sợ cái điểm đấy. Nhưng mà mình nghĩ là Vivo IQ7 cũng là một trong những sản phẩm mà rất đáng để chúng ta cân nhắc đấy nhá. Tiếp tục nữa nào, Xiaomi Mi 10 Ultra. Đấy, cũng là một cái chiếc điện thoại mà có một cái sạc siêu nhanh 120W luôn. Và nó sạc đầy viên pin 4500 trong vòng khoảng 24 phút theo cái mà bọn mình sạc. Theo công bố nhà xuất thì nó tầm khoảng 23 phút. Đấy, thì mình thấy là như thế cũng đã là rất là ổn rồi. Mi 10 Ultra là một chiếc điện thoại mình đánh giá là nổi bật bởi các yếu tố, ví dụ như là thiết kế của nó là thiết kế đẹp, màn hình cong. Đấy, mà màn hình của nó cũng là đẹp luôn nhé, màn hình 1 tỷ màu, rồi là tần số quét 120Hz các thứ nữa. Và con chip thì là con chip Snapdragon 865 5G, cũng là một con chip mạnh. Và nó có một bộ camera rất ấn tượng ở phía sau nữa. Nghĩa là cái Mi 10 Ultra là chiếc điện thoại nổi bật với việc là nó có thiết kế đẹp này, màn hình đẹp, hiệu năng đủ tốt, camera rất đẹp và một cái sạc siêu nhanh. Rồi, tiếp tục nữa nào, bộ đôi Black Shark 4 và Black Shark 4 Pro thì mình có cơ hội được mở hộp cả hai cái chiếc điện thoại này rồi. Và Black Shark 4 và Black Shark 4 Pro thì nó cũng có sạc siêu nhanh luôn, 120W, sạc đầy pin chỉ trong vòng khoảng 15 cho tới 17 phút đồng hồ mà thôi. Cái Black Shark 4 và Black Shark 4 Pro là bộ đôi chiếc điện thoại mà Xiaomi họ hướng cái đối tượng khách hàng gaming mua cái điện thoại này nhiều hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là bình thường ngày trước ấy, tệp khách hàng mua điện thoại gaming nó rất là ít thôi. Nhưng bây giờ với cái cách thiết kế mới như này, với cách thiết kế màn hình đục lỗ như này và cái viền nó rất mỏng như này, thì cái Black Shark 4 và Black Shark 4 Pro nó phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn. Và cái mặt lưng của nó thì cũng không có kiểu như là kim loại gồ ghề cái thứ lên nữa. Đấy, nên là thành ra là bộ đôi này mình thấy là rất là đáng để được đón nhận. Cái Black Shark 4 Pro nó sẽ sạc nhanh hơn một chút nhé, bởi vì là nó sử dụng con chip Snapdragon 888, con chip này nó hỗ trợ sạc rất là nhanh rồi. Và bộ đôi này thì thực sự là mình thấy rất ấn tượng luôn, các bạn có thể mua về để chơi game ngon. Đấy, trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ có con Redmi K40 Gaming nữa, nhưng mà Redmi K40 Gaming thì nó không có sạc nhanh bằng cái Black Shark 4 và Black Shark 4 Pro đâu. Tiếp tục nữa nào, Lenovo Legion 2 Pro là một chiếc điện thoại mà nó rất là đặc biệt luôn. Nó đặc biệt bởi chỗ là nó có thể sạc cùng lúc với cả hai cái cổng được. Đấy, nghĩa là nó có hai cổng sạc vào, và khi chúng ta cắm một cổng vào thì nó sẽ là sạc 65W, và khi chúng ta cắm cả hai cổng sạc vào thì nó sẽ là sạc 90W. Nếu chúng ta cắm cả hai cổng vào để cho nó có sạc 90W ấy, thì nó sẽ sạc đầy pin trong vòng có 30 phút thôi, rất nhanh luôn, đúng không ạ? Và thêm một điểm nữa đấy là cái sạc của con Lenovo Legion 2 Pro này nó có thể sạc nhanh cùng lúc được cho cả hai thiết bị cơ. Đấy, nghĩa là nếu các bạn cắm một chiếc điện thoại Xiaomi khác vào nó vẫn sạc nhanh được. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy ấn tượng ở trên cái sạc con Legion 2 Pro này. Còn con này thì nó có rất nhiều những điểm mà truyền thông cần phải nhắc tới, ví dụ như dễ bị bẻ gãy này, hay là camera thò thụt nằm ở cạnh hông này, rồi là cụm camera thì nằm ở chính giữa mặt lưng này. Đấy, rồi là có hai cổng sạc các thứ vân vân. Pin thì 5500 mAh, thì mình thấy là 5500 mAh mà sạc 30 phút đầy là mình thấy là ổn đấy nhá, nhanh đấy nhá, rất nhanh luôn đấy. Sạc 90W của nó là rất nhanh luôn đấy. Tiếp tục nữa nào,
Xiaomi Mi 11 Ultra thì cái điện thoại này có sạc 67W thôi, nhưng mà nó sạc đầy viên pin 5000 mAh trong vòng có 36 phút. Mi 11 Ultra thì các bạn biết rồi đấy, nổi bật bởi cái màn hình phụ ở phía sau. Thì đấy là những cái sản phẩm mà có sạc rất là nhanh. Còn lại nữa thì mình có thể điểm danh qua thôi. Đấy là Oppo Reno 5 5G, một chiếc điện thoại cũng bán rất là chạy ở Việt Nam. Pin 4300, sạc 65W, sạc 35 phút là đầy pin rồi. Hay là Oppo Find X2 Pro thì mình cũng đã có video trên tay rồi. Đấy, nó là sạc 65W, sạc đầy pin trong vòng có 38 phút đồng hồ. Tiếp tục nữa nào, Realme X2 Pro, bản thân bọn mình đã test cái sản phẩm này rồi. Sản phẩm này chỉ có sạc 50W thôi nhá, nhưng mà pin của nó chỉ có 4000 nên thành ra nó sạc 35 phút đã đầy pin rồi. Cuối cùng là Realme X7 Pro, một chiếc điện thoại cũng có một cái sạc 65W và nó sạc có 35 phút là đầy viên pin 4500 rồi. Và đấy là những cái sản phẩm mà sạc siêu nhanh mà mình đã từng có cơ hội trên tay. Thế thì trong số các bạn đang theo dõi video này, cái điện thoại mà các bạn đang sử dụng có sạc bao nhiêu watt và các bạn mất bao nhiêu thời gian để các bạn sạc đầy pin? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của những sản phẩm điện thoại Xiaomi này, Realme, Vsmart tại Clickbuy. Đấy, Clickbuy thì ngoài những sản phẩm đó ra thì họ cũng sẽ bán là Apple này, rồi là Oppo và cả Samsung hàng chính hãng nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.